Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bất động sản 24 giờ trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, hai khu đất vàng được xem là đẹp nhất thành phố Vũng Tàu nằm tại núi Ninh Phong thuộc địa bàn phường 2 và phường Thắng Tam, được đấu giá với giá khởi điểm dự kiến gần 2.700 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 12, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản gửi tới các sở, ban ngành về phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng hơn 13,8 ha tại phường 2 và khu đất 4,06 ha tại phường Thắng Tam, cùng thuộc thành phố Vũng Tàu. Theo đó, khu đất rộng hơn 13,8 ha tại phường 2 nằm trong diện tích 21,7 ha của mũi Nginh Phong, có vị trí đắc địa khi nằm giữa hai cung đường du lịch ven biển nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu là Thủy Vân, Hạ Long, hơn 1.494 tỷ đồng. Khu đất còn lại có diện tích hơn 4 hecta tại phường Thắng Tam, khu One Opera Complex. Có mặt tiền đường ven biển Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám. Dự kiến giá khởi điểm là 1.191 tỷ đồng. Liên quan đến khu đất này, trước đây nhà đầu tư cũ có khiếu nại các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch chi tiết, nguồn gốc, quản lý sử dụng đất, tài sản trên đất, điều kiện của người tham gia đấu giá tại phương án đấu giá. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đấu giá, phát sinh có tài sản công trên đất, nên chưa xác định việc đấu giá thực hiện theo luật tài sản công hay luật đất đai. Do đó để có cơ sở thực hiện việc đấu giá, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xin ý kiến chính phủ và các bộ ngành trung ương để giải quyết các vướng mắc. Thưa quý vị, chợ du lịch Lào Cai được xây dựng bởi chủ đầu tư Cường Phát. Đây là mô hình chợ kiểu mới vừa mang kiến trúc hiện đại của phố thị, vừa giữ được nét đẹp của chợ truyền thống, đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, đơn vị phát triển dự án, tập đoàn G6 đã tổ chức sự kiện mở bán với quy mô lớn, sự góp mặt của gần 200 khách hàng và đại diện của 25 đơn vị bán hàng. Sự kiện diễn ra vô cùng sôi động bởi tiềm năng đầu tư và sức hút của sản phẩm mở bán. Kết thúc buổi lễ mở bán, ghi nhận 33 tới giao dịch thành công. Sau ngày mở bán, chợ du lịch Lào Cai đã trở thành sản phẩm đầu tư có sức hút rất lớn trên thị trường bất động sản hiện tại và nhận được thêm rất nhiều giao dịch mới. Chợ du lịch Lào Cai là chợ có quy mô lớn hàng đầu tỉnh Lào Cai, với diện tích 11.333m2 được chia làm hai phần. Phần ngoài chợ bao quanh bởi 66 kiosk shophouse shop house được xây 3 tầng hiện đại. Phần lõi chợ được bố trí 3 tầng nổi, một tầng hầm với đa dạng các loại hình kinh doanh. Chợ có 5 cổng vào lớn, hai thang máy hiện đại cùng với tầng hầm rộng hơn 7.300m2, giúp khách du lịch và thương nhân thuận tiện cho việc đỗ xe và di chuyển tham quan. Tầng hầm tại đây có chiều cao lên đến 4,3m, được bố trí kết hợp với nhiều dịch vụ giải trí đẳng cấp, hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách rất nhiều điều thú vị. Tổ hợp thương mại và dịch vụ tại tầng 2 mang lại những phút giây giải trí đỉnh cao tại các gian hàng thương mại đẳng cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại, nhà hàng sang trọng và đầy hương vị Tây Bắc. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh doanh xảy ra biến động, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư ổn định, đặc biệt với những dự án từ những nhà phát triển bất động sản uy tín. Điều này lý giải vì sao tòa West C thuộc dự án Mastery West 2 lại lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư sành sỏi. Với bộ sưu tầm view đa dạng, tòa West C cung cấp nhiều loại căn hộ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, view hồ điều hòa vượng thủy, view công viên mát lành thư thái, view thành phố sôi động. Đáng chú ý tòa West C Mastery West 2 sở hữu bộ sưu tập giới hạn những căn hộ 2 phòng ngủ với vị trí và không gian ấn tượng, nổi bật trong số đó là những căn bo góc, cùng lúc ôm trọn tới hai tầm view nhìn xuống thành phố lung linh và hồ điều hòa, hay công viên thư thái. Đây được đánh giá là điểm cộng đắt giá mà không phải tòa nào, dự án nào cũng có được. Có thể nhận thấy, bản thân mỗi căn hộ trong tòa West C Mastery West 2 đều sở hữu những điểm cộng độc bản, thỏa mãn những mong muốn đa dạng của từng chủ sở hữu. Bên cạnh đó, Mastery West High còn là dự án cao cấp mang trong mình thiết kế tầm cao theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các tiện ích như bể bơi tầng thượng riêng biệt tại mỗi tòa với tầm nhìn panorama không giới hạn, vườn trên không xanh tươi, sân thiền bao bọc bởi thác nước, vườn xanh lọc không khí tươi, đều hướng tới đáp ứng phong cách sống cân bằng thân, tâm trí của tầng lớp tinh hoa. Thêm vào đó, Hệ sinh thái tiện ích toàn diện tại Smart City như hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm sẽ giúp các chủ nhân tương lai tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không cần đi đâu xa. Với việc ra mắt tòa West C tại Mastery West 2, thị trường bất động sản phía Tây thủ đô sẽ có thêm hơn 600 căn hộ cao cấp. Đây là thông tin đáng mừng trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội đang trở nên ít hơn, chắc chắn sẽ tiếp tục làm tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian tới. Bản tin bất động sản 24 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.